Trong mùa thu với thời tiết giao mùa thì chắc chắn là chúng ta phải lựa chọn một cái tông make up làm sao mà có thể biến chúng ta trở thành những nàng thơ dịu dàng. Và ngày hôm nay thì sẽ có phương pháp để giúp cho mọi người make up đẹp nhất, tự nhiên nhất, make up như không make up trong mùa thu năm nay. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khách mời ngày hôm nay. Xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay, chuyên gia trang điểm Minh Ngọc. Chào Mai Phương, chào quý vị khán giả của chương trình Nào Cùng Phong Cách. Dạ vâng ạ, đây là lần đầu tiên chị Minh Ngọc đến với chương trình Nào Cùng Phong Cách đúng không ạ? Chị hãy chia sẻ cho quý vị khán giả được biết một chút về cuộc sống cũng như công việc của chị đi ạ. Hiện tại thì Ngọc đang làm trang điểm của phòng trang điểm Đài Truyền hình Việt Nam và làm founder của trung tâm đào tạo trang điểm. Dạ vâng ạ, có thể thấy là công việc của mình thì xoay quanh công việc trang điểm rất là nhiều hàng ngày. Và đặc biệt là trang điểm tại đài truyền hình thì cũng phải tiếp cận với rất là nhiều những biên tập viên MC. Tức là mình cũng phải bắt cái xu hướng make up thường xuyên để làm sao mà mình làm mới gương mặt cho những người mà lên sóng truyền hình. Nhưng mà theo chị ấy thì cái việc mà mình thay đổi phong cách make up nó có giống như là mình thay đổi phong cách về thời trang không? Đấy là điều đương nhiên, bởi vì là trong thời buổi hiện nay thì như Mai Phương thường thấy là khi một nhà mốt ra một bộ sưu tập mới thì đồng thời cái xu hướng về make up cũng sẽ phải đi theo để phục vụ, để phù hợp với cái nhà mốt đấy. Cho nên là giữa beauty và fashion sẽ là hai cái trường phái khác nhau nhưng lại tương hỗ lẫn nhau. Dạ vâng ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một vài xu hướng thời trang của năm 2021. 2021 thì bây giờ chúng ta cũng gần đi đến cuối chặng đường rồi. Và bây giờ thì có rất là nhiều những xu hướng make up mới. Chị Minh Ngọc hãy điểm cho em biết được những cái xu hướng trong thời gian vừa rồi đi ạ. Xu hướng make up thực chất không phải nói về năm nay mà 3-4 năm trở lại đây. Thì xu hướng make up về tông cam sẽ là được các chị em phụ nữ lựa chọn là xu hướng tối ưu nhất. Đồng thời thì lại quay trở lại với xu hướng của năm nay, đó là môi sử dụng son bóng và một cách make up no make up, tức là make up đơn giản nhẹ nhàng như với layout nhẹ nhàng bình thường của mọi người. Dạ vâng ạ, layout cam, tông cam cũng giống như là cái tông make up mà như chị Minh Ngọc hay là Mai Phương đang sử dụng, chỉ là đây là cam, gọi là tông cam pastel, cam đất, còn như Mai Phương là cam đỏ thôi. Và thấy là những cái tông make up như thế này nó rất là dễ ứng dụng. Thì theo chị là cái tông cam ấy nó có nhiều các tông màu khác nhau không? Bởi vì như em với chị đều sử dụng tông cam, nhưng mà rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Để mà nói về tông thì sẽ là cam, nhưng mà khi mà phối hợp với nhau ấy thì sẽ tạo ra những phong cách khác nhau. Ví dụ như là cam nút và cam đào thì sẽ cho các chị em phụ nữ có một gương mặt nhẹ nhàng, nữ tính, dịu dàng. Kết hợp với những bộ đầm vải mềm thì sẽ tạo ra một cái phong cách nữ tính nhất có thể. Thế còn ví dụ như cam đất và cam đỏ thì sẽ tạo ra được cho các chị em một gương mặt vừa cá tính và sắc sảo, và nhìn nó sẽ có chiều sâu và quyến rũ hơn. Tông cam có thể phù hợp với rất nhiều tông da, ví dụ như tông hồng thì sẽ không đánh được với da nâu, nhưng mà riêng tông cam thì chúng ta chỉ cần chuyển hóa một chút thôi sẽ phù hợp được. Ví dụ như là tông cam nút sẽ phù hợp với những cô gái da trắng, tông cam cháy, cam đất sẽ phù hợp với những cô gái mà da ngăm ngăm. Và ví dụ như trong những ngày trọng đại của các cô dâu thì tông cam luôn được các cô dâu chọn đầu tiên. Thì việc đi học hay đi làm hay là gặp đối tác hoặc gặp bạn bè thì tông cam đào hoặc là cam nút nhẹ nhàng đánh với những cái cách đánh mắt rất là nhẹ nhàng tự nhiên, sẽ đánh phần bầu trên mắt nhạt và đậm dần, nhấn ở phần đuôi thì gần như là sẽ phù hợp với tất cả những bối cảnh trong cuộc sống thường ngày của mọi người. Tức là dù là tông cam nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái tông cam khác nhau, và cái tính ứng dụng của nó em tin rằng nó cũng khác nhau. Thì theo chị rằng là những cái tông cam như thế nào thì phù hợp với những bộ trang phục như thế nào? Bây giờ mọi người rất là thắc mắc về điều đấy, ứng dụng vào thời trang. Ứng dụng vào thời trang thì ví dụ như cam nút, cam đào, những cái tông nhẹ nhàng thì sẽ phù hợp với những bộ váy có rúm bèo và những cái màu trung tính. Thế còn ví dụ như cam đất, cam cháy thì sẽ phù hợp với tông đỏ, tông cam đậm hay là màu đen, màu trắng kết hợp với cả màu nâu cũng tạo lên những cái phong cách mà trông nó sẽ quyến rũ và mạnh mẽ hơn. Dạ vâng ạ, ví dụ như ngày hôm nay mọi người có thể thấy là chị Minh Ngọc sử dụng tông cam đất thì mặc một chiếc váy màu đỏ thì nhìn cái gương mặt cũng nổi bật hơn, mà chính bộ váy cũng nổi bật hơn nữa. Em thấy là cái việc mà mình lựa chọn một cái tông make up như nào nó phụ thuộc rất là nhiều vào bộ trang phục mà chúng ta lựa chọn ngày hôm đấy đúng không ạ?
Nhưng mà về xu hướng make up thì năm nay lại không tôn cam. Nhưng mà nếu về những cái bước make up thì năm nay nó có khác gì so với những năm trước không, và đặc biệt là mùa thu ạ? Đối với những năm về trước thì việc mà sẽ phải đi đến từ A đến Z các bước make up là cái điều dĩ ngẫu đối với mọi người. Nhưng với năm nay thì việc loại bỏ bớt đi một vài những cái bước make up sẽ làm cho chị em phụ nữ cảm thấy sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng trong khi tự make up hơn. Ví dụ như mình loại bớt đi cái đôi mi giả, hoặc là bớt đi cái lớp nền bị quá dày làm cho mặt mình sẽ bị già hơn so với tuổi, thì năm nay sẽ phù hợp hơn, đó là sử dụng lớp nền căng bóng hơn và sử dụng mascara uốn cong mi và làm cho mi mình nhẹ nhàng tự nhiên hơn ấy, thì chị em phụ nữ sẽ có một diện mạo trẻ hơn so với tuổi và nó rất là tự nhiên. Dạ vâng ạ. Rất là nhiều người quan điểm là khi trang điểm thì mình phải trang điểm thật kỹ, thật đậm thì mình mới có thể khiến bản thân mình khác lạ và xinh đẹp hơn. Nhưng mà rõ ràng là nếu muốn biến mình trở thành một nàng thơ thì không nhất thiết là mình phải make up quá đậm, đúng không chị? Đúng rồi, bởi vì là thực tế thì để mặt mình có điểm nhấn hơn thì chúng ta nên tập trung vào đôi lông mày, vào mắt và một chút vào môi. Nếu như muốn nữ tính nhẹ nhàng thì chúng ta có thể đánh má ửng hồng, thiên về tông cam nhẹ. Thế còn việc loại bỏ đi một số các bước make up sẽ làm cho mình vừa tiết kiệm thời gian mà nhìn mặt vẫn nhẹ nhàng. Ngày trước thì nếu mà nói đến make up là chúng ta cứ phải dành cả tiếng đồng hồ để có thể make up cho toàn bộ khuôn mặt, nào là cả khối rồi highlight, rất là nhiều bước. Nhưng mà đến bây giờ thì em thấy rằng là đã tiết tối giản rất là nhiều những cái bước như vậy, và hầu như là mọi người cũng bỏ đi một vài bước rồi. Thì những cái bước mà có thể bỏ được là bước gì, chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không? Năm nay thì như Ngọc đã nói với mọi người là xu hướng make up là make up non make up, tức là make up mà nhìn như không make up. Tức là cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể loại bỏ được đó là đôi mi giả. Thứ hai nữa là lớp nền độ che phủ cao. Thứ ba nữa là về việc phủ phấn quá dày sẽ làm cho mình cảm giác nó bị đơ cứng mặt và không được tự nhiên. Dạ vâng. Đấy, thì những cái bước đấy chúng ta có thể loại bỏ bớt. Tiếp theo là cái phần eyeliner ở phần đuôi mắt, thì chúng ta có thể sử dụng cái phần bút chì kẻ mày để điểm nhấn một chút màu nâu, sẽ tạo lên sức hút nhưng mà nó không bị quá sắc sảo, làm cho mắt nó nhẹ nhàng tự nhiên hơn. Tức là mình làm gì thì nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút thì sẽ khiến cho gương mặt của chúng ta nó tự nhiên nhất. Bởi vì là có rất là nhiều phụ nữ cũng buồn với việc rằng là khi mà mình thay đổi gương mặt mình nhờ make up, hay là có một cái từ ngữ khác mà bây giờ trên mạng rất là trend, đó là biến hình ấy, thì sẽ khiến cho nhiều người khi mà nhìn thấy mặt thật thì không nhận ra. Cái phương pháp mà make up như không make up mà chị Ngọc vừa nói đến ấy thì được rất là nhiều người quan tâm và đang rất là tò mò xem là phải làm như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một video ngay sau đây để biết rằng tone make up cam hướng đến nàng thơ như thế nào. Xin chào quý vị khán giả, và bây giờ sẽ cùng Minh Ngọc điểm qua cách make up về tông cam nút trên gương mặt của mẫu ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé.
Vâng ạ, sau clip vừa rồi thì có thể thấy là gương mặt của cô gái trước và sau make up có sự thay đổi, nhưng mà nó không bị thay đổi quá nhiều khiến cho người thân hay là người quen của cô gái không nhận ra mình, giống như một vài clip đang ở thịnh hành ở trên mạng xã hội. Mà làm sao mà mình biến đổi vẫn giữ được nét tự nhiên trên khuôn mặt của cô ấy, thì cái phương pháp mà mình có thể đưa cái make up của mình vào một gương mặt và có nhiều khuyết điểm ấy, để làm cho cô gái nhìn tươi sáng hơn mà lại nhìn như là không make up, thì cái phương pháp tối ưu nhất là gì ạ? Đó là mình sẽ xử lý những khuyết điểm thành ưu điểm và không cố tạo ra những cái điểm khác biệt quá nhiều. Chúng ta phải tối giản đi những cái bước mà không cần thiết lắm, chỉ tập trung vào những cái cần kíp. Thì như chị Ngọc có nhắc đến là mình sẽ bỏ cái lông mi giả, nhưng mà có rất nhiều người thấy rằng là bỏ lông mi giả thì cái hàng mi của mình nó sẽ không được nhiều và nhìn nó bị thiếu mi. Thì bây giờ có phương pháp chuốt mi như thế nào mà nhìn cái hàng mi của mình nó vẫn dày dặn mà nhìn nó lại tự nhiên không ạ? Đối với các chị em phụ nữ ấy, thì việc chuốt mi không thì sẽ không làm cho mi cong lên được và mình sẽ không nhìn được mi. Đấy là lý do mà luôn phải sử dụng cái kẹp mi. Kẹp thật kỹ, sau đấy thì chuốt mi theo hình zig zag và sâu vào trong chân mi, chuốt ra thì nhìn cái lông mi nó sẽ được bo vào, nhìn nó sẽ dày hơn và nó sẽ cong hơn. Dạ vâng. Nhưng mà vẫn tự nhiên nhẹ nhàng. Còn em thấy là rõ ràng là chỉ sử dụng phương pháp gẩy sợi lông mày thay vì là mình gọi là tô lông mày như ngày xưa, thì cái phương pháp này nó mang lại những điều gì cho gương mặt của cô gái ạ? Đối với tông cam thì sẽ thiên về cái sự nhẹ nhàng, tươi mới, mà mình lại đi thêm một đôi lông mày quá sắc và đậm thì nó sẽ là hai cái phối ngẫu không ăn khớp được với nhau. Cho nên là một cái lưu ý cho các chị em là khi mà sử dụng tông cam make up thì nên sử dụng bút kẻ mày màu nâu cam hoặc nâu tự nhiên, và một chút gầy sợi đường đầu thì sẽ cho một đôi lông mày nhẹ nhàng và phù hợp với cả mắt nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến đôi môi. Đôi môi thì ngày xưa hoặc là gần đây có rất là nhiều người thích đánh cái đôi môi kiểu lòng môi như kiểu Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Tại sao mà mọi người lại muốn sử dụng cái hình thức này để trang điểm môi ạ? Thực chất là đối với môi nói cổ truyền là xí muội. Còn nếu như mà nói theo kiểu hiện đại người ta gọi là ombre ấy, thì sẽ là đậm ở trong và nhạt ra ngoài. Thì nhìn nó sẽ có một cái sự lôi cuốn và có sức hút hơn, nhìn sẽ sexy hơn. Nhưng mà thực chất là kiểu đánh môi như thế sẽ phù hợp với những bạn nào mà có đôi môi dày gợi cảm thì đánh như thế sẽ phù hợp hơn. Còn đối với môi mỏng thì mình sẽ vẫn phải tràn viền ra một chút để trông nó sẽ cân đối với khuôn mặt và các điểm trên mặt hơn. Nãy giờ thì chúng ta nhắc đến make up rất là nhiều. Vậy thì sau khi mà một ngày dài mình make up như vậy thì mình phải chăm sóc da như thế nào? Chị có thể chia sẻ về phương pháp chăm sóc da của mình được không? Đây cũng là một cái điểm mà Ngọc rất muốn nhấn mạnh đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và các bạn trẻ nói riêng. Bởi vì là thực chất mọi người thường sẽ tập trung chú trọng đến việc đi ra ngoài đường xinh đẹp, nhưng về thì mọi người hơi bỏ quên mất cái điểm quan trọng nhất, đó là việc skincare vào mỗi buổi tối. Sau khi make up thì điều đầu tiên cần lưu ý đó là phải tẩy trang thật kỹ. Bởi vì là mọi người chỉ đơn giản nghĩ là hôm nay make up rất là nhẹ, chỉ bôi kem chống nắng thôi thì chắc chắn là không cần tẩy trang. Nhưng mà rất là sai lầm, bởi vì là khi mà các lớp bụi bẩn ở ngoài đường, mình khi mình đi về đến nhà thì nó sẽ ngấm sâu vào cái lỗ chân lông. Nếu như không tẩy trang ấy thì sẽ không sạch sâu được. Và sau khi tẩy trang thì việc chọn một loại sữa rửa mặt để phù hợp cũng là một điều mà mọi người cần lưu ý. Nên lựa chọn cho mình một lớp dưỡng làm sao để phù hợp với da, làn da, để ngày mai khi mà mình ngủ dậy ấy, thì ngày hôm qua da của mình đã bị quá nhiều các tác động hóa học, thì sau một đêm da nó sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Vâng ạ. Vậy với cương vị là một chuyên gia make up thì bây giờ chị muốn gửi một lời khuyên nào đến tất cả các chị em phụ nữ mà đam mê làm đẹp giống như mình? Ngọc khuyên là mọi người hãy cập nhật cho mình những xu hướng mới nhất và làm cho mình có một vẻ đẹp thật là tự nhiên khi đi ra khỏi nhà vào mùa thu tới. Và đừng quên rằng là xu hướng năm nay sẽ là tông cam, để cho mọi người có một diện mạo thật là trẻ trung, năng động và tươi mới trước mặt mọi người. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Minh Ngọc. Và ngày hôm nay thì chúng ta sau khi những chia sẻ của khách mời ấy, chúng ta đã biết được rằng là xu hướng make up của năm nay là như thế nào và cách chăm sóc da sau khi make up như thế nào rồi đúng không nào? Mong rằng là trong những ngày tới thì mọi người sẽ có một diện mạo đẹp hơn, xuất hiện lung linh hơn trước mặt tất cả những người xung quanh nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Let's Go, nào cùng dịch chuyển